quay cả ngày mới hết sạch đẹp. Đâu rồi? Bên này, bên này đây. Nó cứ để giao cho. Thủ công ở đây. Mẹ ơi, mẹ bơi ở đâu ấy? Đây này. Nhà bác Hồ ơi. Chị ơi. Các bạn. Mình đang ở tắm trời. Mình đang ở đâu? Hoàng Hôn. Mình đang ở Thác Chòi vào đi. Thác Chòi. Bây giờ làm gì mà lạnh lắm, nó không muốn lúc trưa đâu. Ở đâu? Cá vị chua các bạn ơi. Vị chua ngon lắm. Đây vị chua này, ngon quá nhỉ. Nào đi đi 18 cái bon kia. Đưa mẹ lại đưa này. Ta đưa xuống. À con dựa lưng vào đấy đi. Bơi trên cạn nè. Ra đấy làm gì? Ra để cho nó đông. Mẹ ơi, cho con lên chỗ của mẹ được không? Bố có bắt con lồng thế này á. Oh.
canh mướt. Thế thì phải mở ra bố xem. Nào. Mở ra để chụp ảnh. Đừng có lắc. Mở ra để chụp ảnh. Đâu, bố xem nào, con cua nè. Wow. Đừng có lắc nhá. Phải thả hả? Nào. Rách mất lá rồi. Mẹ ơi, em đi làm rách mất lá rồi. Mẹ ơi, nè. Đưa trên này. Kéo bạn Nga đây. Kéo bạn Nga đấy. Chụp trong kiểu ảnh này. Có muỗi nhá, mấy thanh niên nhá, muỗi đấy. Nó bo đi ra ngoài này. Bo vạ. Đi bón cho em ăn đi. Không. Không cho đứa nào đi nữa. Cỏ nhà.